Xin chào tất cả mọi người, mình là SD đến từ chuyên mục Audio Tinh Tế. Hôm nay trên tay mình là hai mẫu tai nghe không dây giá rẻ của Sony với tên mã là WIC200 và WIC310. Thì mình cực kỳ phấn khích bởi vì đây là lần đầu tiên kể từ rất lâu rồi Sony họ đang mang trở lại cái thiết kế đẹp, sang trọng và tinh tế của mình lên những cái dòng sản phẩm tai nghe. Nhất là đối với tai nghe giá rẻ, mình rất là bất ngờ với lại con WIC200 và WIC310 rồi. Nếu như anh em còn nhớ những cái thiết kế từ cái thời mà EX750BT hoặc là HEAR, đây là những cái thiết kế mà mình rất là thích bởi vì nó vừa là một sự phá cách nhưng đồng thời nó cũng rất là đẹp, nó rất là sang trọng và hoàn toàn là không có hơi bị lạc quẻ so với những cái sản phẩm mà Sony ra mắt trong năm 2018. Anh em có thể thấy là trong năm 2018 Sony họ ra mắt cái sản phẩm của mình có hơi hướng là về thiên về thể thao và cái sự bền bỉ mà đánh mất cái nét tinh tế trên những chiếc tai nghe của mình. Thì hôm nay trên tay mình là WIC200 và WIC310. Như anh em có thể thấy đây thì nó rất là nhỏ gọn. Anh em có thể thấy là ngay cả cái phần neckband là cái phần mà mình đeo qua đằng sau cổ thì cũng đã được Sony làm chỉ còn một cái dây thôi. Thì khi anh em không sử dụng nữa thì chúng ta có thể gấp nó lại rất là nhanh chóng. Anh em có thể thấy ở đây. Rồi, mình có thể cầm trên tay, đút vô túi, bỏ vô túi xách. Nhưng có một cái điểm hay đó là bên trong housing của WIC200 và WIC310 nó sẽ có nam châm và nó sẽ hít vào nhau. Khi mà anh em không sử dụng, anh em có thể đeo nó vòng qua cổ giống như mình nè. Nó rất là đơn giản và nó trở thành một cái món phụ kiện công nghệ rất là thời trang và nó cũng rất là nhẹ nhàng, nó không có nặng nề gì hết. Người ta khoe vàng thì mình khoe cái công nghệ của Sony. Cái điểm thứ hai mà mình thích trên WIC200 và WIC310 đó là thời lượng pin lên đến 15 tiếng. Thì cùng với sự phát triển của công nghệ thì càng ngày tai nghe không dây nó đã càng có thời lượng pin trâu hơn rồi. Cho nên là với những sản phẩm như thế này, không chỉ là nó có cái giá thành hợp lý, giá thành rất là tốt mà nó còn mang đủ tiện ích để nó không gây phiền hà trong quá trình chúng ta sử dụng khi mà so với những chiếc tai nghe cắm dây truyền thống. Thì trước khi anh em hỏi mình cái sự khác nhau giữa hai chiếc tai nghe WIC200 và WIC310, tại vì nãy giờ nhìn hình thì thấy nó giống nhau quá, thì mình xin trả lời luôn, hai chiếc tai nghe này nó chỉ khác nhau ở cái vật liệu làm nên cái housing. Trên WIC200 thì housing nó sẽ được làm từ nhựa, còn trên WIC310 thì housing nó được làm bằng kim loại, nhìn có vẻ sang trọng hơn chút. Nhưng nhìn chung, cho dù anh em chọn WIC200 hay là WIC310 thì đó đều là những chiếc tai nghe hoàn toàn giống nhau. Ngoài ra, Sony, một trong những hãng mà lười nâng cấp cái cổng sạc nhất, thì họ cũng đã chịu khó tích hợp cho WIC200 và WIC310 cái cổng USB-C và nó cũng sẽ hỗ trợ sạc nhanh luôn, chỉ 10 phút sạc cho 60 phút nghe nhạc. Rất là tiện lợi trong những cái trường hợp cần kiếp. Thì qua thời gian trải nghiệm nhanh, mình có thử một số cái như là chất lượng kết nối Bluetooth 5.0 nó sẽ ổn định hơn là những cái đời Bluetooth trước. Mình có thử nghiệm cái tính năng gọi trợ lý ảo Google Assistant trên Android và Siri trên iOS thì mọi thứ hoạt động rất là trơn tru và hoàn hảo. Còn cái chất âm thì nó sẽ rơi vào cái loại là nghe được, giống như là trên WIC400 và WIC300 của năm ngoái. Nếu như anh em muốn tìm kiếm chất lượng âm thanh khá hơn chút thì ở trong tầm giá này mình nghĩ là nên tìm những cái tai nghe có dây chắc 3.5mm. Còn đối với hai cái sản phẩm WIC200 và WIC310 năm nay của Sony á, mình nghĩ là nó đã đạt được rất là nhiều thứ, từ tiện ích cho đến thiết kế phù hợp cho sinh viên và nhân viên văn phòng, đặc biệt là các bạn nữ, đeo rất là dễ và rất là hợp thời trang. Mình nghĩ là Sony sẽ thành công với lại hai cái sản phẩm năm nay. Xin cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong những video lần sau.